Hi, xin chào các bạn và mình là Duy, chuyên nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh Duy là hai cái chiếc xe S450 các bạn. Đây là S450 phiên bản tiêu chuẩn ha. Còn đây là S450 phiên bản luxury, nhưng đây là cái phiên bản V1 bạn, phiên bản mới hơn. Ha, thì thực sự phiên bản V1 này nó chỉ khác cái phiên bản V0 là chúng ta sẽ có thêm cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió cũng như là hệ thống đánh lái bánh sau. Thì với cái chiếc xe S450 luxury phiên bản V1 này thì Duy đã giới thiệu cho các bạn ở một cái clip trước rồi ha. Nhưng ngày hôm nay Duy sẽ so sánh cho các anh chị và các bạn hai cái chiếc xe này nó giống nhau và nó sẽ khác nhau như thế nào, mà giá thì đang chênh lệch với nhau là 700 triệu. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ hai cái chiếc xe này nha, để các anh chị các bạn nào mà đang quan tâm tới hai cái mẫu xe này thì có thể là cân nhắc và chọn cho mình một cái chiếc xe có thể là phù hợp ha, có thể là tiết kiệm 700 triệu hay sẵn sàng đầu tư thêm 700 triệu để lấy một cái phiên bản luxury V1 này ha. Ok, về phần đầu xe giữa S450 luxury và S450 phiên bản tiêu chuẩn này thì các bạn sẽ thấy không có một cái điểm gì khác nhau luôn các bạn, gần như là giống nhau 100% luôn ha. Thì cả hai chiếc xe của chúng ta đều trang bị hệ thống đèn multi beam led ha. Đây là một cái hệ thống đèn tiên tiến và thông minh của Mercedes-Benz đó, và các bạn sẽ thấy nè, hầu như là sẽ không có một cái điểm gì khác nhau hết. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có cái camera 360 độ cũng như là hệ thống radar, bởi vì hai cái chiếc xe này đều có cái gói B20 để hỗ trợ lái ha. Thì cái gói B20 đó là bao gồm hệ thống giữ khoảng cách disunit, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hệ thống cảnh báo điểm mù cũng như là hệ thống phanh chủ động ha. Thì những cái tính năng đó giữa hai cái chiếc xe này gần như là như nhau hết rồi, không có khác bất kỳ một cái chi tiết gì hết ha. Nhưng mà các bạn đi sang bên hông một chút xíu nè, thì các bạn sẽ thấy hai bộ mâm nó sẽ khác nhau ha. Bộ mâm của S450 phiên bản tiêu chuẩn là mâm 19 inch với thiết kế như thế này các bạn ha. Và S450 Luxury của chúng ta thì mâm 20 inch đó, và cái thiết kế của S450 Luxury nó sẽ như thế này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó có vẻ hơi thể thao một chút xíu ha các bạn. Nhưng thực sự với bộ mâm 19 inch này thì Duy thấy là có một điều là cái phần cao su này nó sẽ dày hơn một chút xíu so với lại cái bộ mâm của S450 Luxury. Cho nên là có rất là nhiều các anh chị khách hàng nói là cái mâm 19 inch này đi nó sẽ êm ái hơn ha. Và cả hai cái chiếc xe này của chúng ta đều trang bị một cái lớp giống nhau luôn, là hiệu Bridgestone các bạn. Đây, Bridgestone ha, đều là giống nhau hết. Và đặc biệt các bạn, S450 Luxury của chúng ta thì được trang bị cái lớp MOS là cái lớp mà cách âm. Cái lớp cách âm bạn thì các bạn hình dung rất là đơn giản, khi mà các bạn tháo cái lớp xe này ra nè, các bạn sẽ thấy có một cái mút xốp ha, được dán vào bên trong cái lớp xe này thôi. Đó, thì cái lớp xe, cái mút đó thì có tác dụng là cách âm giữa cái phần mặt đường ha, đi lên trên cái phần bên trong của cái khoang động cơ ha. Và tiếp theo nữa thì cả hai cái chiếc S của chúng ta đều được trang bị hệ thống treo bằng khí nén E-matic của bạn, là chúng ta có thể là nâng gầm, hạ gầm. Và ưu điểm của cái hệ thống treo khí nén này là chúng ta có thể là bù độ cao ha, có nghĩa là 4 người trên xe của chúng ta thì chúng ta vẫn ở một cái độ cao như thế này, nhưng mà một người của chúng ta lên xe thì cũng sẽ có một cái chiều cao như thế này ha, đó là gọi là bù độ cao các bạn nha. Cho nên là khi mà các bạn đi xuống hầm hoặc là khi các bạn đi lên hầm ha, thì cái gầm xe của chúng ta lúc nào ở một cái trạng thái đều là như nhau hết. Cho nên là đây là một cái là ưu điểm rất là lớn của cái hệ thống treo này. Ngoài ra thì các bạn biết rồi, những cái dòng xe thực sự rất là cao cấp của Mercedes-Benz như là S-Class nè hoặc là Maybach mới được trang bị hệ thống treo khí nén E-matic này ha. Đây là một hệ thống treo mà Duy đã nhắc rất là nhiều rồi, cũng như là hầu như là các anh chị mà đã sử dụng những cái chiếc xe Mercedes-Benz rất lâu các bạn thì đều biết hệ thống treo khí nén này ha. Thật sự đây là một hệ thống treo rất là đặc biệt luôn các bạn. Đó, còn ngoài cái bộ mâm thì bên hông của cả hai chiếc xe này đều là giống nhau hết bạn. Cả hai chiếc xe của chúng ta đều sở hữu một cái kích thước bằng nhau hết và có chiều dài lên đến là hơn 5,2 m. Cũng như là đối với bánh sau của chiếc xe S450 Luxury này các bạn, thì chúng ta có thể đánh lái được cái bánh sau với góc lái lên đến là 10 độ, thì giúp cho cả chiếc xe S450 Luxury phiên bản V1 này chúng ta dễ dàng xoay chở hơn trong những cái khu vực hẹp các bạn ha. Tiếp theo nữa thì khi mà các bạn đi ra ở phía sau của hai cái chiếc xe này nè các bạn, thì các bạn đều thấy ở phía sau của chúng ta đều có cái logo là Formatic, có nghĩa là hai cái chiếc xe của chúng ta đều được trang bị hệ thống vận hành 4 bánh toàn thời gian luôn, có nghĩa là chiếc xe của chúng ta là vận hành 4 bánh luôn các bạn nha, Formatic nè. Đó, và với hệ thống Formatic này các bạn thì các bạn chỉ thấy hầu như là rất là nhiều trên những cái dòng xe SUV, những dòng xe địa hình đó các bạn. Bây giờ S-Class của chúng ta các bạn vẫn được trang bị cái hệ thống
vận hành bốn bánh 4MATIC ha, giúp cho chiếc xe của chúng ta bám đường tốt hơn các bạn ha, cảm giác lái nó sẽ tốt hơn nữa ha, an toàn hơn. Hầu như là phần đuôi xe ở phía sau giữa hai cái chiếc xe S450 Luxury và S450 phiên bản tiêu chuẩn này thì nó sẽ không khác bất kỳ một cái chi tiết nào hết luôn các bạn. Đó, và một điểm nữa mà giúp cho chúng ta có thể là tinh ý hơn để phát hiện ra chiếc xe nào là S450 Luxury hoặc là chiếc xe nào S450 tiêu chuẩn ha, là cái phần kính sau này nè các bạn. Khu vực kính ở phía sau này của S450 Luxury á, thì sẽ được trang bị cái kính tối màu đen. Còn đối với S450 phiên bản tiêu chuẩn nè, các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ sáng màu hơn ha. Bởi vì là tất cả các kính á, bên hông cũng như là phía sau đều là cái kính trong suốt hết ha. Nhưng đối với S450 Luxury nè các bạn, thì các bạn sẽ thấy là phía sau nè, kính tối màu nè, phía này cũng là kính tối màu ha. Thì nó sẽ giống trên S450 Maybach ha. Còn nếu mà xe của chúng ta ha được dán kính cách nhiệt luôn ha, phía sau màu đen luôn á, thì hầu như là bỏ tay rồi, rất là khó phân biệt ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mở cái cốp ra cho các bạn xem bên trong cái cốp có cái gì nha. Đối với S450 hoặc là S450 Luxury các bạn, thì cái phần cốp xe nó có một cái thể tích là bằng nhau luôn, bằng nhau y chang luôn, không có khác gì hết ha. Và xe của chúng ta được trang bị một cái bộ thảm, và đặc biệt cái thảm của xe S các bạn thì Duy cảm thấy là nó nặng ha, và nó rất là dày đó, so với lại những cái bộ thảm thông thường. Một cái túi y tế ở bên trong này, cũng như là nó còn những cái vật dụng khác nữa các bạn. Nhưng mà cái chiếc xe này hiện tại là bên Duy đã lấy ra ha, nào là bơm điện ha, keo vá lốp ha, cũng như là những cái đồ phụ tùng hầu như là tiêu chuẩn theo xe rồi. Và cả hai cái chiếc xe này các bạn đều được trang bị cái hệ thống là khóa cửa thông minh, cho nên là xe của chúng ta được trang bị cái tính năng đá cốp tự động luôn ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào bên trong nội thất giữa hai cái chiếc xe này, thì chúng ta còn thấy những cái điểm khác nhau nữa ha. Ok, đây là khoang nội thất của chiếc xe S450 Luxury. Thì đối với S450 Luxury các bạn, thì chúng ta sẽ có hai cái màu nội thất để chúng ta có thể lựa chọn ha. Một là cái màu nâu như thế này, và hai là một màu full đen luôn các bạn. Và cả S450 Luxury cũng như là S450 phiên bản tiêu chuẩn của chúng ta đều được trang bị cái ghế là da nappa hết các bạn ha. Đó, da nappa thì các bạn biết rồi, đây là một cái da rất là cao cấp, cũng như khi mà chúng ta ngồi vào cái ghế này các bạn thì cho một cái cảm giác rất là êm, rất là mát ha, so với những cái da thông thường. Và đối với da nappa các bạn thì sẽ được bọc trên vô lăng luôn, cho nên là cái da này nó sẽ rất là bền ha. Nó rất là bền và rất là cao cấp luôn các bạn nha. Đó, và khi mà về phần nhìn của chúng ta các bạn, thì chúng ta đã thấy cái da này nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với là những cái da thông thường rồi ha. Và hầu như thì Duy chỉ thấy là da nappa này chỉ trang bị trên dòng xe S ha, hay dòng xe Maybach của bên Duy thôi. Còn lại những cái mẫu xe mà Mercedes-Benz thông thường các bạn thì chỉ được trang bị cái da bò thật thôi ha. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là S450 Luxury của chúng ta thì được ốp một cái gỗ màu nâu bóng ha. Còn bên cạnh đó thì S450 phiên bản tiêu chuẩn thì được trang bị cái gỗ màu đen mờ. Cả hai chiếc xe của chúng ta đều được trang bị hệ thống âm thanh vòm Boommaster 3D các bạn, 15 loa, công suất là 710W ha. Hai chiếc xe này có cùng một cái hệ thống âm thanh y chang nhau luôn, cũng sẽ không khác bất kỳ cái gì các bạn ha. Tiếp theo thì xe của chúng ta vẫn được trang bị cửa sổ trời panoramic sunroof ha, cửa sổ trời toàn phần cả hai xe luôn các bạn nha. Đó, và một điều nữa các bạn, thì các bạn sẽ thấy điểm khác nhau giữa hai cái chiếc xe này là ở trên cái khu vực táp lô của cái xe S450 Luxury nè, cũng như là trên những cái khu vực cánh cửa, táp bi cửa nè các bạn, thì đều được trang bị bằng da nappa luôn. Bên cạnh đó thì S450 phiên bản tiêu chuẩn của chúng ta thì chỉ được trang bị bằng da Artico thôi, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái phần táp lô giữa hai cái chiếc xe này nó sẽ khác nhau một chút xíu ha. Đối với cái da nappa thì các bạn nhìn thấy là cả cái phần nội thất của S450 Luxury đều được trang bị bằng da nappa hết, cho nên là nó sẽ có một cái sự đồng bộ ha, nhìn nó sẽ liên lạc và đẹp mắt hơn đó. Nhưng mà bên cạnh đó ha, thì S450 phiên bản tiêu chuẩn thì được trang bị bằng chất liệu da Artico, thì một cái chất liệu da nhân tạo các bạn, cho nên là nó sẽ có thể là chịu nhiệt rất là tốt và cũng rất là bền bỉ luôn các bạn ha. Đó, bởi vì đây là phiên bản V1 cho nên là S450 Luxury được trang bị cái hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió, head up display, còn S450 phiên bản tiêu chuẩn của chúng ta thì sẽ không có cái tính năng này ha. Ok, về phần tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy là đối với cái khu vực màn hình của S450 Luxury và S450 tiêu chuẩn thì đều có một cái màn hình giống nhau luôn các bạn nha. Đó, hệ thống MBUX thế hệ thứ 2 y chang nhau, sẽ không khác cái gì hết luôn, y chang nhau cái phần này. Hầu như các bạn nãy giờ Duy chia sẻ cho các bạn ha, hầu như là hệ thống giải trí nè, hệ thống an toàn giữa S450 Luxury và S450 tiêu chuẩn này nó y chang nhau, không khác gì hết bạn. Chỉ khác những cái chi tiết Duy thấy là
rất là nhỏ ha. Ha, rất là nhỏ nha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau để xem sự khác nhau giữa hai cái chiếc xe này. Đối với S450 phiên bản tiêu chuẩn này các bạn, thì chúng ta lại cũng có hai cái màu nội thất để lựa chọn ha, là màu ghế kem cũng như là màu ghế đen. Cho nên là nếu các anh chị nào chỉ thích cái màu ghế kem này thôi ha, thì chúng ta chỉ lấy trên cái phiên bản S450 tiêu chuẩn thôi, mà S450 Luxury sẽ không có ha, và ngược lại các bạn nha. Đó, và S450 phiên bản tiêu chuẩn này các bạn thấy cái phần ghế sau y chang, hoặc là ghế trước nó y chang như S450 Luxury thôi, đều có cái ghế thương gia, một cái ghế thương gia ở phía bên tay phải nè các bạn ha, có bệ bắp chân ha, đó, và có cả massage bắp chân luôn. Hai cái ghế này y chang nhau hết luôn các bạn. Đó, và một điểm khác nhau nữa thì các bạn sẽ thấy là đối với S450 Luxury, ở khu vực này chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái máy tính bảng để chúng ta có thể điều khiển những cái tính năng ở trong cái xe qua cái máy tính bảng này ha. Còn lại thì S450 phiên bản tiêu chuẩn thì chỗ này là chúng ta cái chỗ để chúng ta để đồ thôi ha, nó sẽ không có cái máy tính bảng. Và S450 Luxury và S450 tiêu chuẩn đều có cái trang bị cái hệ thống máy lạnh đa vùng tự động các bạn, cho nên là phía sau của hai cái chiếc xe này đều có cái hệ thống để chúng ta điều chỉnh máy lạnh riêng nè. Ha, thì thật sự đối với cái chiếc xe S các bạn, màu ghế kem chính là cái màu mà có thể nói là rất là truyền thống và hầu như là rất là nhiều được các anh chị khách hàng lựa chọn đó. Và màu nội thất thất nâu chính là một cái màu nội thất mà mới trên cái S Luxury đó, và khách hàng cũng rất là thích cái màu nội thất nâu bởi vì là nó cho một cái cảm giác nó sạch sẽ hơn so với cái màu ghế kem này ha. Ok, đó, ngoài ra thì các bạn một cái điểm rất là nhỏ nữa thôi các bạn, là trần xe của S450 phiên bản tiêu chuẩn này là được bọc bằng vải. Bên cạnh đó thì S450 Luxury sẽ được bọc bằng da Dynamica. Bạn nhìn thấy là rất là giống như là da lộn ha, cho một cái cảm giác nó mềm cũng như là sang hơn ha. Cả hai chiếc xe này thì đều được trang bị cái rèm bằng điện cửa hai bên cũng như là phía sau ha. Những cái chi tiết này thì hầu như là rất là giống nhau ở trên những cái chiếc xe S rồi các bạn. Và đây là một thiết kế gần như là tiêu chuẩn ha. Ở xe S thì không thể nào sử dụng một cái rèm kéo tay rồi các bạn, bằng điện hết tất cả mọi thứ ha. Chúng ta ngồi ở vị trí ghế VIP các bạn, chúng ta có thể điều chỉnh được hầu như là tất cả những cái cửa, những cái rèm ha, bên cạnh ha. Cũng như là ở phía sau vẫn có cái hệ thống giải trí MBUX ở phía sau ha, cho hai cái chiếc xe này đều là giống nhau. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi xem cái phần động cơ của hai chiếc xe này nha. Cả hai chiếc xe S của chúng ta đều sử dụng cùng một cái hệ thống động cơ, thì chúng ta sẽ thấy là trên động cơ của chúng ta có dòng chữ là 6 cylinder ha, chứng tỏ là xe của chúng ta được trang bị là 6 máy thẳng hàng 3.0 lít, công suất là 367 mã lực, kết hợp với một hộp số tự động 9 cấp 9G Tunic của Mercedes-Benz. Thì ngoài cái động cơ xăng truyền thống này thì S450 chúng ta còn kết hợp thêm một cái motor điện 48V ha, giúp cho chiếc xe chúng ta vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu hơn ha. À, đây là một cái động cơ thế hệ mới và đạt rất là nhiều những cái giải thưởng của Mercedes-Benz. Vừa rồi thì Di đã cho các bạn xem thật sự rất là kỹ giữa hai cái chiếc xe S450 Luxury và S450 phiên bản tiêu chuẩn này. Hai cái chiếc xe này thì các bạn thấy là chúng ta sẵn sàng trả thêm 700 triệu để lấy S450 Luxury hay tiết kiệm 700 triệu để chúng ta chỉ lấy phiên bản S450 tiêu chuẩn này thôi. À, thì đối với Di các bạn, thật sự nếu mà là Di sẽ chọn cái phiên bản S450 phiên bản tiêu chuẩn này thôi, bởi vì là tiết kiệm tới 700 triệu rất là nhiều ha. Nhưng mà nãy giờ Di đã cho các bạn xem hầu như là những cái tính năng giữa hai cái chiếc xe này, những cái tính năng chính, những cái tính năng mà an toàn, những cái tính năng mà hầu như bắt buộc của một chiếc S thì cả hai cái chiếc xe này đều có ha. Nó chỉ khác nhau Di thấy cảm thấy rất rất là ít thôi. Ok, đó là ý kiến của Di về cả hai chiếc xe này. Còn các bạn thì sao thì có thể là comment cho Di biết nha. Ok, và bây giờ Di xin phép được kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là S450 Luxury hoặc là S450 phiên bản tiêu chuẩn này thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 0914653979. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.